Xin chào tất cả các bạn độc giả của báo điện tử Dân Trí. Tuần vừa qua của các bạn như thế nào? Còn riêng mình cảm thấy rất là vui vì lại được có mặt ở đây để cùng chia sẻ với các bạn những tiết mục ảo thuật thú vị. Các bạn có biết không, ở trong thế giới ảo thuật có một tiết mục ảo thuật cực kỳ đặc biệt có tên gọi là lấy đồ vật ra từ không khí. Và trong chương trình này, Dì sẽ biểu diễn cho các bạn xem nhé. Vậy thì bây giờ Dì đã lấy được món đồ này trong không khí rồi. Dì tin chắc rằng các bạn đang rất là tò mò bằng cách nào để mình có thể lấy được món đồ này ở trong không khí, đúng không? Các bạn đừng lo, bởi vì ở ngay sau đây thôi, Dì sẽ bật mí cho các bạn. Và bây giờ thì Dì sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thực hiện tiết mục này. Để làm được tiết mục ảo thuật này, chúng ta sẽ cần phải có 3 đồ vật. Thứ nhất là một chiếc băng dính hai mặt. Thứ hai, bông tăm hoặc một que diêm hoặc là một chiếc tăm xỉ răng. Thứ ba, quan trọng nhất, một chiếc kéo. Chúng ta sẽ lấy chiếc kéo này cắt băng dính hai mặt ra thành một bầu nhỏ và dán nó ở chỗ móng tay của bạn như thế này. Đây. Sau đó chúng ta sẽ bóc ra để lại cái phần lớp dính mà thôi. Kế tiếp chúng ta sẽ lấy một chiếc bông tăm và đặt nó nằm song song với cả ngón cái như thế này. Khi mà chúng ta muốn giấu nó đi, chúng ta sẽ giơ cái phần trước của ngón cái để che đi, khán giả sẽ không thể nhìn thấy được là có bông tăm đằng sau. Đó, rất là khó để có thể nhìn được. Và muốn cho xuất hiện, chúng ta sẽ gập ngón cái lại như thế này và dùng tay này để che đi. Đó, động tác nó sẽ như thế này. Và nếu bạn đưa tay xuống, từ trên xuống, nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó. Cách chúng ta làm là như thế này. Trước khi biểu diễn, nếu như bạn muốn vừa đi thật là tự nhiên và biểu diễn thì bạn hãy dán băng dính hai mặt lên tay trước. Sau đó khi mà bạn đi gặp gỡ với bạn bè, bạn thấy ở đâu mà có bông tăm này, diêm này hay là tăm xỉa răng thì bạn hãy lấy trộm một cái và gắn vào tay. Như thế là bạn đã xong phần chuẩn bị về tiết mục rồi. Đến phần thứ hai là phần biểu diễn. Khi biểu diễn, bạn hãy cố gắng đưa cái phần ngón tay của bạn, hay thậm chí là bạn có thể che bằng một cái cách nào đó để cho tay của bạn trở nên tự nhiên nhất. Bạn có thể thả lỏng xuống hông, đưa tay lên cằm, hay là bất cứ một cách nào, nói chung là như thế này là hay nhất này. Đó, thì làm như thế nào cho nó tự nhiên nhất là được. Sau đó bạn sẽ giả vờ như bạn đang lấy một cái đồ vật gì đó ở trên không khí và bạn đặt lên tay này. Đấy, đặt, lấy, đặt, lấy, đặt, và lần cuối cùng bạn sẽ đưa tay vào đây và ngón cái của bạn sẽ gập xuống, nắm vào, và cái tay này của bạn sẽ cầm vào. Ok, động tác lại là như này. 1 này, 2 này, 3. Đó, vậy thì giống như là bạn đã lấy được một cái đồ vật ở trong không khí rồi. Sau đó bạn chỉ cần từ từ xoay nhẹ để lấy được cái bông tăm ra như thế này. Mà tay này từ từ thả xuống cho khán giả kiểm tra bông tăm hoặc là một cái diêm hoặc là một cái tăm xỉa răng. Đó, và họ hoàn toàn sẽ không biết được là tại sao lại có thể lấy được một đồ vật ở trong không khí. Rất là đặc biệt đấy. Và các bạn cái này có thể diễn theo một kiểu nữa. Đó là nếu như bạn diễn như thế này, bạn có thể cho xuất hiện và bạn có thể làm biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, biến mất. Đó, không cần nhất thiết là bạn phải đưa cho khán giả. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Vậy là trong chương trình hôm nay, Dì đã bật mí cho các bạn một bí mật cực kỳ quan trọng của ảo thuật gia, đó chính là bằng cách nào để chúng ta có thể lấy được đồ vật ở trong không khí rồi. Dì tin chắc rằng sau khi các bạn học xong tiết mục ảo thuật này, các bạn sẽ làm cho bạn bè và người thân của mình, đặc biệt là các bạn gái, ồ lên ngạc nhiên cho mà xem. Và nếu như các bạn thích chương trình này, các bạn hãy nhớ chia sẻ với bạn bè của mình và hãy luôn luôn lưu ý rằng Dì còn rất rất là nhiều những tiết mục ảo thuật muốn chia sẻ với các bạn đấy. Chào các bạn.